Theo số liệu mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện toàn bộ các tỉnh thành của nước ta đã sử dụng vượt quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bên cạnh lý do tăng chi phí khám chữa bệnh do tăng giá viện phí, còn có nguyên nhân từ tình trạng trục lợi bảo hiểm y tế. Và chính vì vậy, sắp tới Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ siết chặt việc thanh tra kiểm tra, ngăn trục lợi bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện ra nhiều bất thường trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số bệnh viện, cơ sở y tế tại nhiều địa phương. Dù các cơ quan bảo hiểm xã hội đã quyết liệt xử lý và từ chối thanh toán đối với những chi phí bất hợp lý, nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Hiện có 6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ sử dụng vượt khoảng 30% như Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ninh, Tiền Giang, Vĩnh Long. Nguyên nhân được chỉ ra một phần do tăng giá dịch vụ y tế, trong đó có nhiều giá bất hợp lý. Ngoài ra do thông tuyến khám chữa bệnh và chỉ định thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và chỉ định vào điều trị nội trú không hợp lý. Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng phát hiện một số những dịch vụ kỹ thuật có quy trình thực hiện giống nhau nhưng giá khác nhau và chênh lệch nhiều. Trong đó thì các bệnh viện thường lựa chọn dịch vụ kỹ thuật có giá cao hơn để thanh toán.